Xin được thông báo tới toàn thể quý ban ngành cũng như quý đoàn đội cũng như toàn thể các đoàn trong giáo xứ theo sự sắp xếp cũng như thời gian của giáo hạt cũng như giáo xứ quận Vẽ và ban giới trẻ cũng như ban lãnh đạo của giáo xứ Bà Bị, đúng 3 giờ buổi chiều ngày hôm nay chính thức chúng ta quý cộng đoàn chúng ta sẽ xuống giáo xứ quận Vẽ để đón thánh giá của đạo hội giới trẻ giáo tỉnh miền Bắc. Cho nên chúng ta mong quý đoàn đội, đặc biệt là quý ban ngành cũng như quý cộng đoàn đã có được lời mời cũng như nhận được giờ của ban tổ chức, đặc biệt là ban giới trẻ đã bố trí, đặc biệt là các phương tiện ô tô ban giới trẻ bố trí rất nhiều. Cho nên ngoài các đoàn đội thì tất cả quý cộng đoàn, quý bà con, chúng ta nếu có thời gian thì chúng ta cũng vui lòng về nhà thay quần áo và rồi trở lại sân cuối chính của nhà thờ, và ban tổ chức sẽ sắp xếp xe để chúng ta thiết lập một phái đoàn đi chợ long trọng và xuất sáng cho bà thật ý nghĩa. Ban tổ chức đại diện cho đoàn giới trẻ chỉ được thông báo lại đúng 3 giờ buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ xuất phát xuống giáo xứ Cồn Vẽ để đón thánh giá đại hội giới trẻ giáo tỉnh miền Bắc.